Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ăn đúng sẽ nghĩ đúng và làm đúng. 3 năm trước, anh Lê Nguyễn Viết Tùng phải nhập viện cấp cứu vì triệu chứng sợ thần hành hạ. Sau đợt đối mặt với tử thần đó, anh rất sợ bệnh, anh cũng đã tự hỏi tại sao mình lại bệnh và làm cách nào để không bị bệnh nữa. Anh học được bài thuốc sổ sàng thận và anh áp dụng thành công. Anh chú ý đến thực phẩm ăn vào hàng ngày và thấy rằng những thực phẩm đó không đảm bảo tự nhiên. Trong thực phẩm có hóa chất, đây là nguy cơ sinh bệnh. Một hôm anh được mẹ nuôi đưa đến ăn tại quán thực dưỡng Khai Minh. Trong bữa ăn hôm ấy, mẹ nuôi bảo với anh rằng thức ăn của thực dưỡng không sử dụng hóa chất và thuận tự nhiên, còn nên thử một thời gian xem sao. Nếu thấy hợp thì con theo sẽ có lợi cho sức khỏe, nếu không hợp thì thôi. Ban đầu anh chỉ nghĩ là ăn thử thôi vì hơi khó ăn, nhưng chỉ mấy ngày sau anh thấy ăn ngon và anh cảm thấy sức khỏe có thay đổi. Anh cảm thấy hứng thú hơn khi nói chuyện với khách hàng, anh nói cái mình cần tìm đây rồi. Từ đó anh gắn bó với thực dưỡng cho đến nay. Anh Lê Nguyễn Viết Tùng sinh năm 1985, là giám đốc công ty bất động sản Phạm Gia ở thành phố Hồ Chí Minh. Công ty chuyên tư vấn bán cho thuê nhà và căn hộ. Trước khi theo thực dưỡng, công ty bị nhiều áp lực, gặp nhiều khó khăn, công việc bị bế tắc, không tìm ra giải pháp làm việc hiệu quả. Sau khi ăn thực dưỡng, đầu óc nhẹ nhàng hơn, suy nghĩ tốt hơn, do đó làm ăn thuận lợi hơn, khách hàng nhiều hơn, doanh thu tăng nhanh gấp 3-4 lần và bây giờ đã ổn định. Công việc của anh đòi hỏi nói nhiều và gặp nhiều người, nên trước khi ăn gạo lứt, anh thường xuyên bị mệt mỏi và hay cáu gắt với khách hàng. Đôi lúc mất bình tĩnh và không kiềm chế được nên mất khách hàng rất nhiều. Sau một thời gian theo thực dưỡng, người điềm tĩnh hơn, làm việc dẻo dai hơn rất nhiều, làm việc nhiều hơn mà vẫn thấy vui vẻ, sống lạc quan, yêu đời hơn. Sức khỏe là quan trọng, không đủ sức khỏe gây mệt mỏi, kéo theo hay nhăn nhó với khách hàng, làm mất lòng khách, nhiều giao dịch không thành công nên không tạo được doanh thu. Trước đây thức ăn không đảm bảo, chứa nhiều độc tố nên người luôn uể oải, gây khó ngủ. Bây giờ đặt lưng xuống ngủ liền, sức khỏe hồi phục nhanh chóng sau một ngày làm việc. Ăn ngủ được là tiên, anh nói, mà năm nay không dùng thuốc tây nữa. Trước đó dùng thuốc tây thường xuyên vì hay bị cảm cúm, bị bệnh là ra hiệu thuốc chứ không ai tư vấn phải làm thế nào để giữ sức khỏe. Anh nói, ăn đúng dẫn đến suy nghĩ đúng và làm đúng. Tôi tin thức ăn làm thay đổi số phận. Nếu một người bế tắc mà ăn thực dưỡng sẽ cải thiện được cuộc sống và công việc. Đến bây giờ tư duy thay đổi nhiều, tâm sinh tướng. Nhiều người đánh giá khuôn mặt anh thay đổi, hiền hơn, dễ mến hơn. Anh hay chăm sóc người khác, thông cảm cho người khác nhiều hơn là trách móc. Nhờ đó anh gặp may mắn nhiều hơn. Lúc trước anh nghĩ thực dưỡng chỉ dành cho người bệnh nặng và người già yếu, vì thế kiêng khem và nhai kỹ mất thời gian. Bây giờ mới hiểu thực dưỡng tốt cho tất cả mọi người. Nhiều người nghĩ rằng ăn gạo lứt là cổ hủ, lạc hậu, nhưng anh Tùng lại nghĩ khác. Đây là xu thế của thời đại. Anh nói chúng ta quan trọng nhất là sức khỏe và thực dưỡng cho sức khỏe, từ đó thay đổi cuộc sống. Xu thế của thời đại là con người phải sống khỏe, sống vui và sống thọ. Anh nói có sức khỏe mới thực hiện được ước mơ của mình. Không có sức khỏe thì của cải vật chất là con số 0. Anh chia sẻ một tỷ phú Trung Quốc trước khi mất ở tuổi 38 nói rằng bản thân mỗi người có thể thuê người khác làm bất kỳ việc gì cho mình. Nhưng có một thứ không thể thuê được, đó là thuê người khác mang bệnh dùm cho mình. Ông khuyên rằng khi đã có vật chất sung túc rồi nên cho đi và phục vụ cho cộng đồng. Mình đã nhận từ cuộc đời nhiều thứ rồi nên bây giờ phải cho đi. Đặc biệt quan tâm sức khỏe lúc còn sớm, đến khi bệnh là quá muộn rồi. Anh sẵn sàng chia sẻ phương pháp thực dưỡng cho những người khác muốn tìm hiểu. Anh thường chia sẻ với bạn bè, người thân, khách hàng và đã giúp một số người thoát khỏi bệnh nan y. Gặp người không khỏe, anh khuyên nên dùng thực dưỡng. Anh thấy ở tuổi trung niên hay gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Trong khi đó, thực phẩm hiện tại chứa nhiều hóa chất, ăn vào sinh bệnh, bệnh liền uống thuốc sinh bệnh mới. Một vòng luẩn quẩn, người ăn thực dưỡng phải đủ hiểu biết và quyết tâm, kiên trì, nếu không sẽ bỏ giữa đường. Anh chia sẻ phương pháp thực dưỡng giúp giảm cân nhưng an toàn, không cần uống thuốc giảm cân ngoại nhập có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Người công việc nhiều, người già, người muốn tốt cho sức khỏe nên ăn theo phương pháp này. Thực dưỡng không những không đưa độc tố vào cơ thể mà còn giúp đào thải độc tố hiệu quả. Những người thực dưỡng sẽ có cuộc sống tốt, thế giới đều sử dụng thực dưỡng sẽ sống với nhau hòa bình, không còn chiến tranh, không tranh giành quyền lợi. Anh nói, muốn cuộc sống tốt hơn, gia đình tốt hơn nên ăn thực dưỡng. Thay đổi bản thân trước, sau đó thay đổi người thân và bạn bè. Mình phải tốt trước đã, phải cảm nhận và thực hành trước khi khuyên người khác. Người khác theo gương mình tốt thì mọi người sẽ theo thôi. Để tìm hiểu thực dưỡng sâu nên đọc những cuốn sách của tiên sinh Osawa viết hoặc tìm gặp người thực dưỡng lâu năm. Vừa nghiên cứu lý thuyết vừa thực hành ăn gạo lứt để trải nghiệm thì mới có niềm tin. Người thích sống hưởng thụ theo khoái lạc, họ xem thực dưỡng là khổ hạnh thì không theo thực dưỡng được. Thực dưỡng là chọn lọc chứ không phải ai muốn theo là được. Thường những người tích cực mới ăn được thực dưỡng, từ đó cuộc sống bình yên và hạnh phúc hơn.
Hầu hết mọi người đang chạy theo đồng tiền. Lòng tham con người là vô đáy. Khi có tiền lại thích hưởng khoái lạc, không quan tâm sức khỏe rồi chạy theo tiền. Như vậy sẽ rất mệt mỏi. Khi ăn thực dưỡng, ăn chuẩn không cần chạy theo đồng tiền. Theo quy luật xoắn ốc, đồng tiền tự đến với mình đúng được. May mắn sẽ giúp tạo ra của cải vật chất cho mình. Khi có của cải vật chất rồi nên chia sẻ cho người khác, thì sự bình yên của mình mới bền vững hơn. Hiện tại anh ăn theo thực dưỡng chay, ăn những thực phẩm sạch gồm gạo lứt và rau củ quả sạch, không uống nước đá, chỉ uống nước suối và nước của các loại trà thực dưỡng. Trước đây anh thường bị mất ngủ và nhức đầu, bây giờ đã trải qua 3 năm rồi không thấy chúng xuất hiện nữa. Ngày xưa thiếu hiểu biết ăn nhiều đường và trái cây nên mới sinh ra như thế. Anh chỉ tiếc rằng không gặp được phương pháp này sớm hơn. Bây giờ đã tìm ra con đường đi tốt rồi thì phải giữ suốt đời và sẵn sàng chia sẻ với mọi người để có được cuộc sống tốt hơn. Ha ha ha, 问什么的说